bây giờ là bác là với con heo này là bác quyết định không bán à? Không bán được. Bởi vì là có người ngoài Hà Nội đấy, có gọi điện cho cháu và nói rằng là muốn, thứ nhất là xin số điện thoại của bác, thứ hai nữa là muốn mua con heo này của bác. Dạ. Thì không à? Vẫn quyết định không bán à? Không bán được. Không bán được hả? Bán là bởi vì người ta nói là hình như cái hôn của ma nữa. Hả? Người ta nói hình như cái hôn của ma nữa. À. Nên chưa hẳn đi mua đi rồi, cứ đi về nhà nói cho nên là mình đi mua đi hẳn mình đi rồi đó. À. Cứ đi rồi. À. Chứ mình đi một ngày rồi hẳn theo chân hẳn cũng tới à. Nhưng bảo là nó ăn thịt gà nó nhả xương hả bác? À, nhả xương, nhả xương rồi kèo nó chứ là nhả bao bóng. Kèo nhả bao bóng thịt gà ăn nhả xương. À, nhả xương, trứng nó hẳn bóc hẳn chắt nghĩa là cái vỏ ra nó lại cái ruột trong ăn đó. Trứng vịt lộn là cũng ăn ruột thôi hả? À, ăn ruột thôi. À, vỏ không ăn. Không. À. À. Thông minh à? Con chuối xanh hắn cứ để đó, nếu trong cái mồ nào mà có chuối xanh á à, là để đó khoảng 3-4 ngày hắn đón mới chuối chín là vẫn quay lui lại đó là ý chăng lần chín. À. Con xanh. À, khôn thế. À. Với ăn quả thăng long là hắn cắn nghĩa là vợ đối là ăn cái ruột thôi. À, vợ không ăn? Không ăn. À. Chuối thì hắn cũng nói rồi mà xoài là hắn ăn này. Táo ăn này, ổi ăn này. Con cam bưởi là không ăn. À, cam bưởi là lích không ăn. Không ăn. Chỉ có những cái thứ biết là cam bưởi ăn ngọt thì ngọt nhưng mà thè ăn không bao giờ ăn. À. Hai đứa nữa. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Khánh đang có việc ở Quảng Bình và đang trên cái trục đường tránh của Quảng Bình đấy, đang đi qua đây có chút việc. Thế thì tình cờ trên đường đi thì là Khánh lại gặp một bác Trường là chủ heo có con có chú heo lích ấy. Đó, rất là đẹp, có chú heo rất là đặc biệt đấy, cho nên là Khánh dừng xe lại để gặp lại bác Trường một chút, cũng như là gặp lại chú heo chú lích ngày xưa mà Khánh đã có đăng cái clip lên rồi đấy quý vị. Vâng. Ai rồi ơi. Thế là bác cho nó đi chăn bò xa thế này à? Đi khi sáng đi đâu đấy. Hả? Chưa hai con mà tới nữa đấy. À. Bác nuôi nhiều bò thế hả? Đấy đây. Chó đấy. Vâng vâng. Khánh đang đi có việc quý vị ạ. Thì qua đây đấy thì gọi điện trước cho bác Trường. Thì bác Trường bảo là đang đi chăn bò ở dọc cái trục đường tránh này. Đấy, và chú heo lích thì cũng đi chăn bò luôn. Đấy, cho nên là Khánh có ghé cái cửa hàng tạp hóa rồi bán bánh kẹo và có mua cho chú lích quả chuối. Đấy đấy, mua cho chú lích nải chuối. Đó. Bác ơi, cháu lúc này cháu có mua thêm cho chú lích gói bánh đây nữa bác. Ăn xong rồi tí nữa bỏ vỏ ra một gòn một chỗ xong rồi mình lặt, mình gom rác lại. Có gói thuốc không mua đấy? Dạ, gói thuốc đấy. Đấy cháu mua cho bác gói thuốc đấy. Không hút. Hả? Không hút. À bác không hút thuốc à? Không hút. Dạ. Vâng, đây là hình ảnh của bác Trường quý vị nhá. Dạ. Ăn nó tươi xé đấy. Dạ. Tươi xé nó được đúng không? Ăn tươi xé được à? Bác có thể là có điều gì đặc biệt của chú lích này trình diện cho mọi người xem không? Ôi giời ơi. Chú lích thấy gói bánh là xé ra ăn luôn á. Ơ, bỏ cái kia uống ăn. Nó ăn cả giấy à? Có ăn chả nó chứ. Ôi giời. Chỗ đó. Chỗ đó kìa. Đấy, chú heo đang ăn bánh đây cả nhà. Đây. Đấy. Mình lặt cái bao để đó một gòn này xong một chút là mình gom lại. Mình nhặt rác. Ủa giời ơi. Cho mình làm gì đâu làm. Bác Trường ơi. Bác ngồi xuống đi. Cái lần trước mà cháu có ghi hình về con chú heo của bác ấy thì có nhiều người người ta gọi điện và có ý là muốn mua chú heo của bác. Không được. Dạ? Không được. Không được á? Cái này là... Cái này là
chỉ còn mua đến khi nào nó có vấn đề gì là thôi thôi chứ không có thể bán được. Không không bán à? Ở đợt trước nó trả 30 triệu không bán rồi. À có người trả 30 triệu đấy à? Ừ, không bán. À thế à? Ừ. Quay ngang màn hình như vậy. Hơn cả tiền hơn cả con bò nữa không? À? Tiền hơn cả con bò mà quyết định không bán à? Hơn chứ. À. Cái giá trị hẳn lên hơn rồi đó. Hết rồi chứ đó mình chi đâu mất này. Dạ dạ. Thế thì có đi lọc đường nữa. Em khá chứ này. Có điều gì đặc biệt của chú heo này không bác? Heo có chứ đâu mọi người. À, bác thử trình diễn cho mọi người xem chú nào. À, cho mọi người xem. Ăn chăn bò nó với. Dạ. Ăn chăn bò, lừa bò đi lừa bò về thế. À, nó ăn là nó đi chăn bò đấy. Đi nữa. Dạ. Có ai bắt được hẳn luôn mà ra đến đây thả đấy, nhiều khi mình mắc việc phải về từ giáo. Từ đây mà về đến chỗ nhà bác là bao xa rồi bác? Đây về đó phải 3-4 cây số. 3-4 cây số à? Mình đi chèo về đây. Nhưng mà nó có nhớ đường về không? Về nhớ để đi lên để trên đường ra hải đến ở đường lên lên đi hết. À. Một khi mình thả thì là nó đi đâu? Dạ dạ. Đi một đi nữa. Vâng. Tất cả là dưới sự chỉ đạo của lão. À. Bây giờ là đi. Cái mấy chú bò đang đi ăn đằng kia đúng không? À, của mình đó. Thì bây giờ nó có đi lại lùa đi, bò được không? Đi chứ, được chứ. Bây giờ, nó đi lùa bò đi, như đi, nào? Đi lùa bò đi. Đi lùa bò hả? À. Em ơi em gom lại mấy cái rác này lại cho anh. Gom mấy cái rác này. Úi giời ơi. À. Nhà. À. Đây chú Lích lúc này ăn xong bây giờ là nhà bo bóng ra đây cả nhà này. Nhà bo bóng. Đấy giờ. À, một gói bánh với là một nải chuối là không có thấm cái gì với nó, bác nhỉ? Hả? À? Ôi giời ơi. Bây giờ có người ngoài Hà Nội muốn mua con này. À được hả? Dạ. Bác tính thế nào? Hả? À? À, bác Trường ơi, à, mọi người nói là sao bác không tắm rửa cho nó sạch sẽ? Không tắm xong rồi, hôm qua vẫn tắm nhưng mà ngược lại thì nó lại phải ra xuống nó tránh bùn đi kẻ là ruồi. À, nhưng mà tắm xong rồi bác cho nó ở nhà cho nó sạch sẽ luôn. À, hắn phải đi thôi, hắn là cứ đi trong bao giờ nó... Hả? À? Hắn đi cho hắn ở nhà được. Nó đi cho nó không ở nhà hả? Không. À thế à? Khi về đã bò về, người về cả thì hắn ở nhà cho con bò đi, người đi thì hắn phải đi thôi. À. Thôi năm thì năm rưỡi, năm chỗ, năm yeah. Phải chứ. Năm chỗ đến năm thôi. À, cháu nghe... Năm rưỡi, năm in chưa. Bác có thể ngồi xuống đây kể chuyện một chút được không? Dưới chân lên. Bác Trường ơi, cháu nghe nói là cái câu chuyện mà... Dưới chân khải chứ. Úi giời, không ngỡ ước. Đại trận rưỡi, năm khải chứ. À, bác ơi, cháu nghe bác đợt trước bác nói là con heo này nó có cái linh tính giống như người phải không? Ừ, có đó, hắn biết. Nó có linh tính giống như người bác? Hắn biết. Dạ. Nhưng hắn có cái linh tính năng á. À, cụ thể cái linh tính đó như thế nào bác có thể kể truyền cho mọi người biết được không? Trong đám trong làng á. Dạ. Ví dụ, trong làng á mình có một cái đám đinh gì đó, đám đâm má. Dạ. À, là đến khi mình ra sau mồ mà hướng khỏi là nó biết nó ra. À. À, nó biết nó ra mà ví dụ cả cái ngôi mồ người ta còn làm như thế mà là người ta còn cúng bái như thế nhá. Vâng. Nhưng bây giờ là muốn đến ăn nhưng mà chủ họ nói thì đừng ăn để ta có việc xong đã. À. Rồi ra đó nằm thì ta cho ăn là nó ra nó nằm lên cái bụi gốc kia. À. Nó nằm bắt mặt nó vào đến khi mà
họ về xong là lao tới ăn. Dạ. Tới ăn hoặc họ kêu tới thì cho ăn. Vâng. Dạ. Rồi, thế rồi ngoài ra thì đợt trước cháu có nghe bác nói, nhưng mà hôm đó cũng không được rõ lắm, là bác nói là khi mà vừa bác mất đấy. À, đúng rồi. Là được mấy ngày là bác bắt đầu mua con heo này đúng không? Mua con mẹ nó là đẻ ra con này này. Dạ. Là thì cái đêm hôm đó nó gần sáng rồi, trời gần sáng thì ba dậy rồi ba thấy nó con heo mẹ này nó đẻ ra một con hai con nữa. Dạ. Nhưng mà con này tiếng Việt con thứ mấy, nhưng mà đẻ ra được 8 con. Thì ba bảo nó thôi nó dậy phù con heo đẻ rồi. Dạ. Rồi nó hai ông mùi dậy là cho nó đẻ cho nó. Dạ. Thì để nó ra con nào thì mình cũng lau rồi để cắt rốn cắt nó bẻ răng đánh của hắn đi. Dạ. Bẻ gì? Bẻ cái răng đánh của hắn khi nó vũ bị cắn cái vũ nó đau á. Dạ. Là mẹ ăn cho vũ. Khi nó mới 15 ngày thì ba mất bị tai nạn, mất thì đi chữ bố thì nó hôi là nhiều mọi nhiêu 19 con thế. À. Để chứ bán bớt đi thôi. Vâng. Khi nữa là 15 ngày sau nó ba mất bị tai nạn mất. Thì bắt đầu con này là nó lớn lên cái đi bảy con kia thì họ mua để về nuôi, nhưng mà con này thì họ nói heo đực không nuôi được. Heo đực không được, hẳn là đực với Minh Tiến rồi. Dạ. Bắt đầu mới đến khi nó phóc chuồng nó ra, nó không ở trong nhà đâu. Con chuồng với con mẹ hẳn đâu. Vâng. Đến khi mình tắm á, mình tắm cho con mẹ hẳn thì hẳn bắt đầu mình nghe biết tắm đó là nhảy vô lần tắm, mình tắm xong rồi lần ra hẳn kiểu ra ăn với chó người sân người bài người cây cảnh với đôi chơi với nhau trong nhà. Vâng. Thì nghĩ đi nghĩ lại nói chứ đâu mà con heo mà mình đi thì mọi người họ khát khẩu đến đi bo mới bắt đầu hướng khỏi rồi thì nghiến ra xong á. Yeah. Thế đưa vào trong trại, cái trại hôm bữa mẹ đã là cái trại rồi này. Dạ. Yeah. Hắn cũng ra một cái chuồng cáo mà hắn vẫn ra. À. Ra rồi cuối cùng là hắn ra ở với bò. Dạ. Yeah. Ở với bò và từ đó là đi với bò. À. Đi với bò rồi là để ăn về bò rồi ngủ với bò, ăn về cỏ rồi đó, bây giờ là đi ăn cỏ với bò về đi thôi, cứ đi ra từ đó là đi. Dạ. Yeah. Đó thôi chứ nữa. Đó. Chứ nước đâu kia này chứ đây có nó không tìm được, không biết không biết chỗ mốc còn nước. À. Mà bây giờ cách chỗ nhà ở đây là cách chỗ nhà bác là đến 4-5 cây mà nó vẫn biết đường về. Biết ra đến số 2 đến số 78 của 2 đến cơ. À. Ờ, đi có 4-5 cái số đi cả ngày rồi chứ. À. Đi đó. Vâng. Đi đến tối thì bắt đầu về. Thế bây giờ nó đi chăn bò là nó đi chăn như thế nào bác? Đấy rồi thì bò à, đi cái răng của nó. Ừ. Hôm bữa là bằng cắn bằng chắc với con bò gãy rồi mình mọc lại đấy. Mở to ra nữa cho mình xem. Ừ. Ui hai cái à? Hai cái bên kia hai cái. Hai cái răng này, bây giờ cái này là mình cưa ra làm đồ trang sức rồi đây nhỉ? Được. Dạ. Đéo nó cổ. Nó vẫn hiền nè, nó trông hiền dễ thương này. Hiền. Dạ. Mọi người đang nói là sao bác không làm cái chuồng cho nó sạch sẽ đẹp rồi là tắm rửa cho nó thường xuyên. Không, cái chuồng thì hẳn đi chân bò đấy chứ vẫn đang được. À. Đi để tạo là ruồi nó ấy là hẳn nó cứ tới nó chặn nó bùn nó mưa gió từng mùa nó mừng đấy. Dạ, mưa gió từng mùa nó thích từng đó. Thích. Để nó ruồi đông khỏi á. Chứ mình tạo hẳn chặt hẳn trong bộ biết rồi, nhưng mà rồi cũng thế rồi bác có hay tiêm phòng dịch cho nó không? Không có tiêm chúng mà không cho ăn chúng uống gì hết. Không cho ăn uống gì. Không. Đi ngoài này nó ăn được gì nó ăn á. Ăn gì đó ăn. À. Nếu có chuối nhưng đi chơi nhiều khi là mua cho nó ít chuối hả? Chín thành rẻ nó 20 ngàn lắm. Còn bán rẻ là mình mua cái mắm với là kiểu cả bò cả hẳn tới cho nó ăn đấy. Vâng. Nhưng mà hẳn ăn cho bữa nào thì riêng mới cho heo ăn. Vâng. Thế là bây giờ là bác là với con heo này là bác quyết định không bán à? Không bán được. Bởi vì là có người ngoài Hà Nội đấy có gọi điện cho cháu và nói rằng là muốn thứ nhất là xin số điện thoại của bác, thứ hai nữa là muốn mua con heo này của bác. Dạ. Thì không à, vẫn quyết định không bán à? Không bán được. Không bán được hả? Bán là bởi vì người ta nói là hình như cái hôn của ma nữa. À? Thì người ta nói hình như cái hôn của ma nữa. Nên chưa hẳn đi mua đi rồi, cứ đi về nhà nói cho nên là mình đi mua đi hẳn mình đi rồi đó. À. Cứ đi rồi. À. Chứ mình đi một ngày rồi hẳn theo chân hẳn cũng tới à. Nhưng khi mình gãi đấy này. À. Mình gãi đấy là đà chân hẳn ngủ về trời nắng mình trái cái tay thế này chân chín mắt hẳn ngủ hẳn quên đi. À. Là mình bỏ mình đi về mình buộc cái cát. Nè chân mặt hẳn á. À. Chân mặt hẳn á.
Yeah, chân mặt mặt rồi đấy. Hắn ngủ quên đi, đứng bên bò bên đi xa rồi là bắt đầu là hắn dậy cái chỗ cũng có người có bò là cái theo cái dấu chân là đi từ đó rồi. À. Hắn theo mình đi xa mà hắn tìm tới à. À thế à. Còn rõ thì sắp bực biến nữa chứ đấy mấy bên đường tránh đấy đằng gì. À. Dưới chân đi lên, dưới chân đi lên, dưới lên, dưới cấu lên. À, hay quá. Thế rồi bây giờ nó bò nó đi xa rồi thì bây giờ nó đi chăn bò thì nó đi chăn như thế nào bác? Đi theo cái dấu chân của bò rồi là cứ người đang bắt mùi nó có lùa được bò về không? Được chứ. À. Đến khi mà nhất là trời mưa, nó mới nói về tối máu cái ướt lóng ướt lá đấy, nó trời đến nó bắt đầu chạy, chạy là bò nó chạy theo rồi. À. Hay. Thế bây giờ mình nói nó đi lùa bò đi bác. Dạ. Lịch ơi, giờ đi lùa bò. Giờ đi lùa bò rồi. Giờ muốn đi xá đi tìm cho. Nghe chưa? Giờ đi bò hứ. Đi lùa bò uống cho. Ừ. Gì mà nó ngủ với người được ấy hả? À, ngủ tắm giặt sạch hả? Tắm rửa sạch nó đi ngủ với người được anh. Nào giờ đi lùa bò nào. Để đi bò hứ. Con mẹ nó là mông cái. À. Ừ, chứ nó có lái mày người đám đấy con. Mông cái là sao? Cái lên mông cái rồi ngoài bác á thì trời giống lên mông cái mấy xíu. À. Rồi, cho nó chạy đi lùa bò đi. Nào. Bây giờ Linh sẽ dậy đi chăn bò nhá. Đây. Và bây giờ chú Lích đi chăn bò đây quý vị nhá. Ôi giời ơi. Cho nó lại lùa bò đi bác. Đi lùa bò đi ăn cái luôn thôi. À đánh cỏ hả? Đi về dưới ăn nữa. Đi. Thế là nó như thế là nó lùa bò đi được hả? À quý vị ạ. À, chú heo Lích của bác Trường là hàng ngày là đi chăn bò. Và chỗ bãi thả bò đấy này của bác Trường này là cách nhà 4 đến 5 cây số. Thế mà Lích vẫn biết đường về. Vẫn biết đường về hả bác? Biết. Vẫn biết đường về. À, đi, thế đi nếu đâu? Mà bây giờ mà bác thả đây bác về nhà đi, thì đi tối nay thì bò và chú Lích có về nhà được không? Cũng về. Cũng về bình thường. Cũng về. Mình không cần đi phải tìm đâu. À, không cần đi tìm. Không. À đi hay đi. Thế. Và nó cứ đi theo thế. Cứ đi theo ạ. À. Rồi là nó ăn được gì nó ăn luôn cho bác cũng không cần phải nấu nướng gì cho nó. Không bao giờ nấu nữa. À. Chỉ có đi chơi là nhỏ giống tuổi thì thích cho con ăn cái tôi thôi nha con. Không phải nấu nó đâu, nấu tối chắc đến cái đầu gì. À vâng. Dạ dạ. Con cái đi khỏi cả thôi, chỉ còn cái trai giáo cho hai vừa trong nó nó con mấy đứa kia đi cả bên kia thôi. Dạ dạ dạ. Đấy thì hôm nay cháu có công việc, đi vào Quảng Bình đây. Thế thì có đi qua cái đường tránh này này. Đường tránh đấy. Đấy thì cũng biết là gần nhà bác cho nên là gọi điện hỏi thăm bác một chút. À, được. Dạ, và đặc biệt nữa là sau khi cái lần trước mà cháu đăng tải cái video về cái chú heo của bác ấy thì có khá nhiều cô chú họ cũng quan tâm. Và đặc biệt là có người ngoài Hà Nội có nói với cháu là hỏi bác Trường xem là bác có bán không. Hải Dương cũng gửi thư vô điện vô hỏi nhiều. Hả? Ở ngoài Hải Dương, Hải Hưng. Dạ. Dạ. Để hỏi thăm chủ Lích rồi đó. Dạ dạ dạ. Thế thì bây giờ thì thôi cũng trưa rồi. Chắc là bác cũng phải về ăn cơm chứ. Thôi chứ thả nó rồi mình về thôi. Chứ thả đây rồi mình về đấy. Thả là để cho nó về chứ còn. Thế không sợ người ta bắt à? Không bao nhiêu mà. À đây à. Thì cả đường qua đường là hắn tới cái cổng đầu kia là chui vào rồi nên là đi qua bên kia chứ không bao giờ đi băng đường quốc lộ quá đâu. À tức là nó không đi băng qua. Không. Nó tìm cổng nó qua. Tìm cổng nó qua. À quý vị chúng ta nhìn thấy con heo chú Lích này có thông minh không? Ở trên này là cái đường quốc lộ nha quý vị nhá. Đây là cái đường tránh.
À, đường tránh này, đường tránh thành phố, à, đường đường tránh thành phố Đồng Hới đấy. À, tuy nhiên thì xe cầu chè trên này rất là nhiều, cho nên là lick nó rất là thông minh, nó không bao giờ nó đi trên đường đâu. Nó sẽ tìm những cái chỗ có cái cống như này này. Đây. Cống này. Đó. Nó sẽ chui qua. Nó sẽ chui qua. Vâng. Nó biết nhà của mình nó vào bác. Nó biết nhà của mình nó vào hả? Nó vào cả mấy nhà nó ăn cơm và thấy nó vào cái khu thôi. Nó từ nãy là ma, nghĩ nãy ma. À. Nhưng bắt đầu là thảo bạt của nó đi coi hắn à. Vâng. Đi coi hắn xong ăn vô nó ăn đứng dưới cái mưng với mấy cái mái cái đồ ăn chuối xong đấy là nó tìm nó thấy ra trại là đi. Dạ. Yeah. Có đường cái đâu đó là đường trong kia thì có cái cổng như thế này, đấy là có cái cổng đền chuối thôi, nhưng trong kia có là hắn đi qua cái cầu này, cái cầu Dinh Thủy này. Dạ. Là nếu họ đi đâu với ra đó khóa hẳn của họ là mới phải rao lại, chứ còn hẳn có đường là hắn đi ngõ trước ngõ sau đi đường không lẽ à. đi nhúng người ta đâu. Vâng. Ai cười hết là trong lăng là người thấy hắn là cười thôi. Vâng. Dạ. Liếc ơi, liếc. Liếc à. Nào. Bác gọi xem nó biểu hiện gì. Liếc. À. Dạ. Dạ. Thế thôi cháu chào bác nhá. Dạ, chúc bác luôn luôn được mạnh khỏe và chúc cho công việc chăn nuôi của bác ngày càng phát triển bác nhá. Dạ dạ dạ. Đặc biệt hơn nữa đó là chúc cho chú Lích là luôn luôn là được sức khỏe rồi không có đau ốm bệnh tật gì cả. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Thế thôi, bây giờ cháu xin phép cháu về nhá. Dạ dạ, cháu chào bác nhá. Dạ dạ.